Ok, hello hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh channel của Star Dinh nha. Là mình đây, rất vui khi được gặp anh em trong video mới nhất của mình về Tower Defense anh em. Và ở trong video trước, mình đã hướng dẫn anh em cách để mà anh em có thể kiếm được gem miễn phí mà anh em không cần đi mắc kẹp play đúng không? Thì trong video này sẽ hoàn toàn ngược lại. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm sao để mà anh em có thể kiếm được 10.000 gem từ việc gọi là anh em săn xe mắc kẹp play. Nhưng mà không phải là săn xe bình thường như anh em, mà nó sẽ là dính luôn với cái sự kiện, đó chính là sự kiện Budget Day trong gọi là mấy ngày vừa qua nha. Thì anh em muốn biết đó là cách gì hay không, anh em hãy cùng mình theo dõi hết video này và đừng quên like và subscribe cũng như là đăng ký kênh, comment tên của anh em với phần bình luận để mà tôi sẽ random cho anh em ở mỗi video và kết bạn với anh em nha. Còn giờ thì let's go. Ok, trước tiên thì xem có ông nào tặng quà cho tôi không nè. Chắc có lẽ là không anh em, mà tại vì tôi còn không giàu nữa thì làm gì anh em gọi là giàu nữa mà có đồ tặng tôi đúng không anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ qua bên khu vực chính là Chilling Plaza. Thì ở trong khu vực này á thì chúng ta sẽ có mắc kẹp play, chắc anh em đã biết rồi đúng không. Thì để làm sao mà kiếm được 10.000 gem từ mắc kẹp play thì còn lâu rồi, người ta mới nói nè ấy. Ok, thì ở trong đây á chúng ta sẽ luôn thấy những cái gương, đó chính là gương Budget Day, nó đơn gọi là stock trong đây với giá là khoảng dao động từ 25 đến 30 gem. Đây 25 hả? Còn mày còn mua luôn đây mà đấy, 25 gem đúng không. Đó thì anh em sẽ có hai cách để mà anh em có thể kiếm được 10.000 gem thông qua cái việc là anh em săn những cái gương này đó. Thì thứ nhất á là anh em săn cái gương này với giá là khoảng 25 20 25 thôi đó, 20 25 thôi nha. Ý đã có 20 nè anh em, vừa mới nói xong có luôn đó. Thì anh em sale cho mình giá này để làm chi, để mà khi á mà sự kiện này nó kết thúc thì tương đương với khoảng còn 2 3 tuần gì nữa đó, thì khi mà sự kiện kết thúc á thì những cái hộp này nè nó cũng y chang như những cái hộp trên đây này anh em đó, y chang như những cái hộp trên đây nè, nó sẽ không còn ai gọi là có thể cài được mà bán cho anh em nữa đâu, mà đa số là họ sẽ mở ra những hộp này để mà họ kiếm con unit xịn kia rồi đó. Thì anh em hãy đánh vô cái gọi là cái chỗ này nè, nếu mà tới cái khúc mà hết sự kiện á mà vẫn nghĩ là vẫn không có nhiều người gọi là sở hữu cái con gọi là Titan Cloverman đó anh em, thì họ sẽ có xu hướng là họ đi mua những cái hộp này về họ là mở ra đó. Thì lúc đó thì anh em sẽ gọi là có cơ chế để mà anh em kinh doanh rồi, tức là anh em đem đi cái hộp này nè, anh em bán lại với giá khoảng 45 hoặc là 50 gem như cái giá mà thời điểm đầu cái hộp này vừa mới ra mắt luôn đó. Mình nhớ thời điểm đầu nó bán đó là 70 80 gem đó, nhưng mà không biết có ai mua không nữa. Thì cơ chế là vậy nha anh em. Và cơ bản á, là bây giờ là hiện tại là chúng ta sẽ có hai cách để được 20 gem nè, ngon đó. Ở server này có bán ngon nha, lâu có ông là bán 20 gem là ngon tuyệt vời luôn á. Thì về cơ bản thì chúng ta sẽ có hai cách. Thứ nhất là anh em vô trong đây, anh em có số vốn là khoảng 500 hay là 1.000 gem gì đó thôi, chỉ còn 1.000 gem thôi cũng được. Thì anh em vô anh em lựa cho mình những cái hộp này nè, và khoảng 20 gem hoặc là 25 gem thì anh em mua hết cho mình đó, anh em mua hết cho mình. Cái này thì không phải mua để mà anh em mở nha, mua mà mở là phí lắm, cho nên là anh em mua hết cho mình cái chỗ này đi để cho dễ. Sau đó thì anh em sẽ gọi là anh em sẽ đợi đợi khi nào mà sự kiện này hết á thì nó sẽ gọi là sẽ có tác dụng cho anh em. Thì trong cái thời gian đợi đó thì chúng ta làm gì, thì trong thời gian đợi á thì chúng ta sẽ quay về, đó chính là quay về bên khu vực thế giới chính của gọi là Toilet Tower Defense, để mà anh em gọi là vào trong cái chỗ này anh em check xem cho mình hiện tại là anh em đang có bao nhiêu, đó chính là bao nhiêu cái con cái cọ ba lá nha, hay là gọi là cờ lower á. Thì anh em check xem cho mình có bao nhiêu cái cọ lá. Hiện tại mình đang có 253 nè, 253 này thì mình sẽ mua được 25 hộp, 25 hộp mà mỗi một hộp mà mình bán cho anh em là 30 thôi đó. Thì anh em sẽ tính là bao nhiêu, 25 mà nhân cho 30 đó thì khoảng là 600 nha anh em, khoảng tra 600 gem đấy, 600 gem anh em thấy dễ không. Tức là nếu mà anh em có số gem, có số gọi là global giống như của mình thế này là anh em chắc chắn là em sẽ có khoảng 600 gem đó anh em đó, chắc chắn là có luôn rồi đó. Ok, thì nếu mà anh em không thích cái kiểu này á thì anh em sẽ gọi là anh em sẽ làm cho mình thế nào, đó chính là anh em hãy đi cài cho mình những con này nha. Nếu mà anh em không có gem để mà anh em mua những cái gọi là hộp này á thì anh em không phải là gem mà làm, ừ đúng rồi em, không có gọi là sang xem mắc kịp play để mà anh em mua những cái hộp này bằng 20 30 gem gì đó, thì anh em hãy đi cài cho mình. Cài cách nào, đó chính là đầu tiên á là anh em phải bỏ ra tiếng Robux nha, đó chính là anh em mua cho mình khoảng đâu đó là một hũ X2 Clover Boost nè anh em đó. Còn không thôi anh em mua 10 hũ cho rẻ nó, 10 hũ chỉ có 750 thôi, thì khi mà mua xong thì nó sẽ để đây là du heo một hay là du heo 10 gì đó. Thì nếu mà có bao nhiêu á thì anh em bấm vào như thế nào anh em sử dụng một, thì khi mà anh em sử dụng ở dưới đây nó sẽ kích hoạt một cái cho là một cái búp để cho anh em có thể tăng X2 Clover lên lên rồi là
Ít hai Clover lên là trong vòng 2 tiếng đó, mỗi lần anh em sử dụng á thì em để được kích ít hai lên. Ở đây mình không có cần sử dụng đó để mà mình làm, cho nên là mình sẽ vô ví dụ cho anh em xem. Thì về cơ bản á là sau khi mà anh em đã mà anh em nhớ nha, là anh em mua xong rồi á là anh em phải sử dụng nha, nếu mà không sử dụng là nó sẽ không tính, cho nên em phải sử dụng nó mới tính đó. Thì sau khi anh em mua xong rồi thì anh em lại cho mình cái khu vực, cái chính là toilet faucet hay là còn gọi là inlet đó anh em, mắc inlet á, thì anh em đi cho mình cái gọi là 20 quay đó. Thì anh em đi 20 quay hay 30 quay thì tùy anh em, nhưng mà theo cơ bản là mình khuyên em đi, nên đi là 30 quay đi anh em, 30 quay cho an toàn đó, cho đó cho nó kiểu này nó ngon. Thông thường thì mình thấy là nhiều bạn đi 20 quay là người ta ợp anh em. Thì cơ bản thì cái cơ chế đây như thế nào, chính là khi mà anh em đi trong map inlet đó anh em, thì chúng ta sẽ có, đó chính là nó nhanh hơn cái map là Nightmare rất là nhiều đó, nó nhanh hơn map anh em, map Nightmare nha. Thì trong cái map này 20 quay thì anh em phải đi đâu đó là khoảng 5 phút. Thì trong vòng 5 phút đó anh em có, đó chính là gì, đó chính là hai cái quay 10 đúng không, hai quay 10 thì mỗi quay 10 thì chúng ta nhận được là ba cỏ. Thì anh em hai quay 10 thì anh em được nhận được 6 cỏ, thì gấp đôi lên là nhiêu, gấp đôi lên là 12 cỏ nha anh em đó, gấp đôi lên là 12 cỏ. Thì chỉ cần có 5 phút là anh em đã có 12 cỏ rồi, trong khi anh em đi trong map Nightmare thì anh em đi tới tận là 16 phút mà anh em được là 20 cỏ đó, 16 phút mà 20 cỏ thì nó lâu hơn này rất là nhiều đúng không. Vậy nên á là nếu mà được thì anh em nên đi cho mình cái chỗ này và anh em đi 30 quay đi. Đã 30 quay thì chúng ta sẽ được có chính là 9 cỏ và anh em nhân 2 lên là chúng ta sẽ được là 18 cỏ nha anh em. 18 cỏ và thời gian thì mình nghĩ là chắc khoảng 10 phút thôi. 10 phút thôi, nó không quá nhanh như là cái kia đâu anh em. Đó, vậy đó, đó là anh em đi cái gọi là inlet này thì nó giúp cho anh em mà tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Và bên cạnh đó là nó còn tiết kiệm luôn cái gọi là cái gì ta? Tiết kiệm luôn được là nhiều công sức suy nghĩ của anh em nên đặt unit ở đâu nữa đó. Tại vì cái này quay 30 nó rất là nhẹ nhưng mà nó không có phải là quá quá gọi là phức tạp như là cái quay 30 của gọi là bên Nightmare anh em. Tại vì bên đây là theo kiểu là anh em đi vô hạn đó, anh em đi nó quay trăm mấy lần, vậy cho nên nó là mấy cái mà trong đây á thì đa phần thì nó khá là nhàn, nó nhàn hơn nhiều rất nhiều luôn ở đối với những quay đầu nha. Còn những quay như 50 60 thì mình không không khuyên em lên tới đó đâu, thì lên tới đó thì nó có nhiều cái xảy ra lắm anh em. Đấy, ok, nãy giờ mình đi khoảng 2 phút mình đi quay được quay thứ bảy nè anh em đó, mình ép quay thứ bảy nè đó, thì em thấy nó rất là đơn giản luôn, nhưng mà quan trọng là anh em phải có là biết cái mẹo nha. Thì cái này là mình học từ trên YouTube thôi chứ không phải là lúc đầu mà mình biết cái này. Lúc đầu mà mình biết đó là cái gì, cái lúc đầu mình chỉ cho anh em đó chính là đi Nightmare, tại vì cái đó là đơn giản và cũng như là nó dễ lắm. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi cái mình đi tìm hiểu này kia thì mình mới biết được cái này, cái nào mình tự tìm hiểu thì mình nó tự tìm hiểu nha, chứ không phải là của người ta, mình tìm hiểu từ người ta xong rồi cái mình nói mình tự tìm hiểu là không có đâu nha anh em. Ok, đó là năm mà anh em xem video thì anh em cũng hiểu giúp mình nha. Ok, quay thứ chín rồi đó, quay thứ chín rồi, quay thứ 10 thì chúng ta chỉ tốn đó là khoảng 3 phút thôi, và nếu mà lên nữa thì nó mình nghĩ là khoảng 5 phút, 5 phút đến 6 phút là cùng rồi, không quá nhiều đâu. Còn đến quay thứ 30 á thì nó sẽ lên đâu đó là khoảng bao nhiêu, quay tới quay thứ 10 đó nha, quay thứ 10, ố quay thứ 30 chứ, mình nghĩ là khoảng 10 phút thôi, không có nhiều hơn nữa đâu anh em, thiệt luôn á. Ok, thì để mình tôi test cho anh em 30 quay nha, tôi tính là test 20 quay thôi nhưng mà test 30 quay đi cho anh em dễ thấy. Thì thông thường anh em đi Nightmare thì anh em sẽ tốn là bao nhiêu, chính là anh em sẽ tốn là khoảng 16 phút, nhanh lắm luôn là 15 phút đi đó, mình tính cho 15 phút luôn nha Nightmare nha. Còn để xem là 30 quay này để xem là chúng ta sẽ được là bao nhiêu cỏ nha anh em đó. Ok, up này lên nè. Đấy, chỉ cần một con đúng một con green laser thôi là anh em hoàn toàn có thể là dép được tới quay 30 luôn. Còn nếu mà không thì anh em thêm cái con Clover này vô, nó cái con mà lép chun đó anh em, lép chun vô thì nó sẽ giúp cho mấy con chúng ta nó dép rất là nhanh luôn. Đấy, anh em phải thấy mình rất là dễ thở nha, chỉ cần 2 con farm thôi cũng được, không cần quá nhiều con farm đâu anh em. Đấy, ok, rồi mấy con này chạy nhanh cỡ nào đi nữa ra cũng lụm thôi anh em. Thì thật sự mà nói với anh em luôn là cái con Lipchan này nè anh em, thì đi mấy cái quay mà đi mấy cái quay mà mình hay Nightmare anh em, với lại hay là đi inlet á, thì mình chắc chắn 100% sẽ đem con thêm con này. Vì con này á, so nếu mà so với tô xích đó anh em thì ngoại trừ cái làm chậm ra thì con này nó đều hơn con tô xích tất tần tật luôn. Đấy, ít nhất là mình nghĩ thế, rồi không biết anh em nghĩ sao thì mình không biết nha, mà theo bản thân mình á là con tô xích á nó mặc dù có làm chậm nhưng mà cái sát thương mà của nó thì nó là chia lại sát thương đơn mục tiêu thôi. Còn cái con mà lép cha này nè,
thì nó sẽ có sát thương là xuyên xuyên thấu nha em, mặc dù nó không phải là AOE nhưng mà nó là xuyên thấu, anh em có thể thấy là nó chỉa gọi là sát thương là theo một đường thẳng luôn. Tốt nhất là con này anh em đặt là anh em đặt theo những cái góc đường thẳng á để cho nó phát huy được tối đa tác dụng luôn đó, ví dụ là góc này nè, còn không thôi chân chỗ mình đứng anh em để chỉa ngang qua đây nè đó, thì giúp cho chúng ta là speed gun nhanh hơn đấy. Ok rồi này, lên thêm tí đi cho nó có thêm một tí ấy, rồi nghiền úp cái này lên luôn đó, úp cái này lên luôn, rồi úp cái này lên luôn đấy. Quay 16 rồi anh em, quay 16 là sung sướng rồi, chúng ta tốn 5 phút rồi đấy. Ok mình nghĩ là khoảng 6 phút thôi, không phải là con số quá nhiều đâu. Rồi chỉ còn auto skip nha, còn nếu mà anh em nào không auto skip thì nó sẽ hơi lâu một xíu á. Ok mini gun, mày mày mini gun chúng tôi này 2007 ăn luôn đấy, chỉ còn hai con này thôi là mấy anh kia ra không được rồi anh em. Ra làm gì được, sao mà ra được đúng không anh em, tôi là thủ vậy rồi sao mà ra được. Rồi chuẩn bị quay 18 này anh em, thật ra là mấy quay từ 10 từ hà 18 từ phải từ 15 cho đến 20 thì thật ra chỉ cần khoảng đâu đó 1 phút 2 phút là anh em đã có ra được 4 thằng quay rồi, không cần phải là quá lâu đâu. Ok cái này thì đợi thêm cái nữa để xem đủ hay không, đủ thì nâng nó mắc luôn đây mà, đủ thì sao lại xem nâng nó mắc luôn. Ủa sao đâu xanh méo đủ áo ma Canada thiệt, trời ơi méo đủ đây mà, méo đủ phải đợi nữa rồi, đợi cho nó lên này không, hoặc là lên nâng ba cục này lên, ba cục này lên thì lên được ngàn ngàn thì ba cái thì 3.000 thôi, kệ nâng cái này cái đi anh em, nâng cục này đi cho lên nhiều nhiều xíu rồi còn lại thì chúng ta sẽ nâng con này đấy. Yes sir. Rồi tiếp theo thì chỉ cần đặt thêm con lép chanh trong chỗ này được rồi, đặt cái chân đường thẳng nha anh em, đặt chân đường thẳng thì cho dễ để cho chúng ta có thể là đép cho nó là sâu một xíu. Ok quay 20 là 6 phút 30 giây nha anh em, 6 phút 30 giây thì không biết là do cái con unit mình nó yếu hay sao đó, nhưng mà có thể là do vậy anh em, có thể là do vậy rồi, còn anh em là có unit xịn hơn thì có thể anh em sẽ đép nhanh hơn mình á. Rồi bây giờ là mình đã chắc chắn có là được 6 con 6 cỏ rồi anh em, 6 phút 6 cỏ rồi nha đó, 6 phút là 6 cỏ rồi, chỉ cần lên được quay 30 là chúng ta sẽ có thêm đâu đó là khoảng 3 cỏ nữa là 9 cỏ đấy, thì từ quay 22 đến quay 30 thì chúng ta có nhiều con unit xịn rồi, cho nên là anh em sẽ không cần phải tốn quá nhiều thời gian đâu. Vì vậy ở thời gian đầu á mà anh em nào mà không có unit xịn thì anh em sẽ dép hơi lâu một xíu đó, anh em hơi lâu một xíu, nhưng mà anh em cứ bình tĩnh không có gì phải vội cả, tại vì game mà anh em, game mà quan trọng là chúng ta kết quả kìa, chứ kiểu như là chậm hay nhanh thì không quan trọng đâu. Ví dụ như là một thường một cái én lẹt á mà anh em đi 60 phút mà anh em gọi là không win thì nó cũng không có gọi là tác dụng gì, vậy cho nên là nếu mà được á thì anh em nên chọn là một cái én lẹt 120 phút, tức là 2 tiếng để mà anh em có thể lấy được cái con là upgrade Titan gì đó anh em đó, upgrade hyper gì đó để cho chúng ta có thể là đi sale với giá là mười mấy ngàn gem thì nó sẽ ok hơn việc là chúng ta phải chơi nhanh mà anh em không được cái kết quả tốt nha anh em. Đấy mình nói chung là lý thuyết của mình là vậy đó, cơ bản là chúng ta sẽ để ý tới cái kết quả mà chúng ta nhận được thôi, còn kiểu như là lâu hay chậm á thì anh em đừng có gọi là quá cái quan trọng vấn đề đó, nếu mà lâu lâu một xíu mà kết quả nó gọi là tối đa thì nó là điều tốt chứ không có gì chơi anh em mà đó, nói chung là đợi chờ là thành công mà đúng không anh em. Đấy ok rồi bây giờ chúng ta đã có 3 con lip chan rồi đây mà, 3 con lip chan rồi thì liệu rằng chúng ta có thể cân được tới cái quay bao nhiêu nha, chắc chắn với anh em luôn tới quay 40 là chuyện bình thường ấy, tới quay 40 là chuyện bình thường, 8 phút rồi này anh em, là chúng ta đã qua được khoảng một nửa thời gian của Nightmare rồi đó anh em à, đó, một nửa thời gian của Nightmare rồi đó anh em thấy không. Ok úp này lên luôn nè, chỉ còn 3 con này thôi, ba con này thôi là đủ đếp anh em, còn con mà tiến sĩ giải mê với gọi là con gì ta, con Toxicer là tôi không cần luôn nè, không cần luôn anh em thấy cỡ nào rồi. Ok úp máy này lên luôn, máy này lên luôn rồi, mấy cục này gần full hết trơn rồi nha, giờ chỉ cần đầu tư mấy cục này thôi. Rồi 29 hình như là có con que, con gọi là con boss gì đó thì phải, nhưng mình nó thấy nó hiện lên cái chữ gì đó nó khá là lạ, mà không sao, đối với cái đội hình này thì mấy con này thì quá easy rồi anh em. Đấy ok chúng ta là gọi là đè đầu mấy con bự này chúng ta là đánh thôi, anh em yên tâm đi, mấy con mà Lead Chanrun này nó không có bị choáng đâu, cho nên là anh em đừng có quá lo về vấn đề đó nha, thì lúc đầu mình cũng nghĩ là nó sẽ bị choáng cho mình đem theo con
con gì tiến sĩ giải mê nè, nhưng mà mình đem theo ở ở cái game game tối hôm qua, game mà tối hôm qua chứ không phải là game hiện tại nha, cho nên là em hoàn toàn có thể yên tâm, chứ mà không thể là không không cần lo là nó bị chón đâu em, tại vì mấy con này nó kháng chón mà đó, kháng chón. Ok rồi em thấy không, quay 31 rồi nha, ở thời điểm này là 9 phút đúng không, 9 phút 30 giây đi, mình chính tính cho 9 phút 30 giây là mình đã có thể là nhận được 9 gem rồi, 9 gem mà chưa ít thai nha, nếu mà có ít thai là anh em sẽ lên được lâu đó là 18 gem, đó là sẽ nhiều gần như gấp đôi của bên, chính là gần như gấp đôi của bên bên Nightmare đó anh em. Mình sẽ cố gắng đi đến quay 40 luôn đó, để cho anh em theo xem là đến quay 40 chúng ta tốn bao nhiêu thời gian và chúng ta sẽ gọi là nhận được những gì nha anh em. Chắc chắn với anh em luôn một điều là không thể nào mà là không thể nào mà làm anh em thất vọng đâu. Ok để mình chơi lớn rồi đặt đây con gọi là tô xích luôn đây mà đấy, mặc dù là những con nhỏ nó đẹp được rồi nhưng mà mình vẫn đặt lên con tô xích để cho nó gọi là cho nó có thể gây gây chậm bớt một miếng, và nó thêm một cái kiểu như là nó thêm một cái tí là sát thương theo thời gian anh em, anh em cũng biết con tô xích thì nó sẽ gây sát thương hay gây sát thương độc á. Ok đây thì auto skip vẫn còn tác dụng cho nên là cũng không cần phải quá lo lắng vấn đề này đâu anh em, chỉ cần là unit của em mạnh là ok rồi. Hình như có vẻ như con đó nó hơi là yếu rồi, đúng không, để con này đây đi đó, đặt con này đây để mà cho nó bắn xuyên qua luôn nha anh em, đấy cho bắn xuyên qua luôn đó anh em thấy không, đặt cái con này ngang đây thì con nào đi hàng ngang thì nó sẽ là gây sát thương rất là nhiều luôn. Úi giời ơi kinh thế nhờ, bạn thì kinh rồi, 7.000 nè đó, 7.000, còn con này thì 7.777, nó vô chổng rồi thì nó phải gây ra này anh em à, nó phải gây đây nữa cho nên là anh em đừng có lo. Ok bây giờ mấy con này là 101k máu rồi đúng không, tạm thời mình tắt skip ở chỗ này đi để cho nó giải quyết xong cái đám này đi anh em, rồi chúng ta chơi tiếp đấy. Anh em thấy con này nó có tác dụng ghê không anh em, đứng ở trong đây là nó gọi là nó chiếu xuyên hết đám này luôn, nếu mà đi theo đường, nói chung mà đi theo cái bình thường thì không sao, nhưng mà nếu mà nó đi vô cái đường thẳng như thế này nè mà con này đang đứng trong đường thẳng nữa thì coi như là mấy con này nó gụi hết trơn luôn em, sát thương nó rất là nhiều nha, thì nó theo kiểu là bắn xuyên đó em, nó không phải giống như là gây sát thương từ cái con đầu tiên mà nó bắn từ cái con đầu tiên nó xuyên qua những con tiếp theo luôn, thì thế cho nên là nó sẽ gọi là rất là ngon ở chỗ đó. Vậy á, nếu mà trong team bữa nay mà có được những con mà Repgachun này nữa thì càng tốt, không có vấn đề cả. Rồi chúng ta sẽ up con này lên, up con này lên trước đi, xong rồi up tới cái con là tôi xích, dù sao thì con mấy con như xanh nhỏ này nè nó vẫn là mạnh hơn con tôi xích ở cái giai đoạn là bắn xuyên như em. Ok úi rồi úi rồi úi rồi đi xe xe xịn đấy vãi nồi, khứa này là kẹp xe của khứa kia, ảo ma ra thì chứ kẹp đi kẹp cho đã đi rồi cũng chết à kẹp cho đã luôn rồi cũng chết là em à. Ok rồi chúng ta sẽ đến với là cái khoảnh khắc là khá là nguy hiểm đây, mấy con này nó di nhanh phải trưởng luôn, cái mà anh em cần lo trong cái gọi là chế độ ít lệ này nè là anh em không cần lo những cái con nào máu trâu, mà anh em chỉ cần lo những cái con nào mà nó đi nhanh thôi. Vì vậy á, thì nếu mà được á, thì anh em nên tốt nhất là anh em cho thêm một con nào đó mà nó gây khống chế, ví dụ là khống chế sát thương, mà sát thương gì ta, sát thương mà nó khống chế theo kiểu là xong đây nó bị chón tiến sĩ tôi rồi, tiến sĩ ra chón ra đây. Nó kiểu như là nó vừa gây sát thương mà nó vừa làm chậm luôn thì nó càng tốt nha anh em, còn nếu mà nó làm chậm được thì cũng tốt không có gì chứ, ví dụ như là cái gì ta, ví dụ như là cái con Medit này anh em, con con duy laser của mình chứ, nó sẽ là giúp cho chúng ta có thể là vừa vừa có thể gây sát thương đẹp như đầu mà vừa làm chậm, thì cái làm chậm trong mấy cái gọi là chế độ lẹt này nè nó rất là quan trọng. Nếu mà anh em không có làm chậm á, thì những con unit, những con mà toilet á, nó đi rất là nhanh luôn, nó đi rất là nhanh mà không có ai khống chế lại á, thì nó sẽ gây tình trạng là anh em sẽ không kịp dép nó, và chúng ta sẽ dẫn đến một cái kết cục rất là bi thảm, đó chính là thua game anh em. Đấy ok skip luôn, rồi bây giờ con này full level rồi thì mấy con kia khóc khóc ra nước mắt anh em mà, đây đặt cái chân chỗ này nè, thằng nào đi ngang cái đường dọc này là chết hết đó, không cần đi nhanh này mà đâu đi đường xéo thôi cũng được nữa, tại vì nó bắn từ con trước xuyên ra con sau anh em. Úi rồi clip toilet đấy, quay 40 này anh em thấy không, bây giờ nếu mà mình gọi là xong cái quay 40 này rồi mình chỉ cần gọi là à được rồi, cái gì mình chỉ cần gọi là lobby ra là mình đã có thể nhận được, đó chính là 12 gem, 12 gem nếu mà mình không có dùng ít thai là 12 gem, là 14 phút nha anh em,
Đó, rồi V40 đúng không? Đấy, anh em có thấy là này skip luôn cũng được nữa, skip luôn tại vì anh em đã hoàn thành được trong quay 40 rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lobby qua nha anh em. Lobby nè. À chưa 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 quên sẹt nè. Quên sẹt. Đó, gì cho nhanh. Đấy, thì anh em đừng có dép nữa. Tới quay 40 được rồi, quay 40 quay 41 là được rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cho anh em xem là 265 này anh em thấy không? 265 lúc nãy là 253 đúng không? Bây giờ 265. Đấy, thì chúng ta đã gọi là cài được đó chính là 12 gem trong vòng 14 phút. Đó thì nó tương đối là nhanh, nếu mà anh em mà có x2 nó ra 24 gem hả? 24 cỏ như em mình nhầm chữ gem vài. Đó thì 24 cỏ nha. Thì trong vòng là 12 phút, 14 phút là anh em sẽ nhận được là 24 cỏ. Đó, sẽ rất là nhanh, tức là anh em sẽ chơi 1 tiếng anh em sẽ nhận được là 4 lần cái đó. 4 lần thì khoảng 56 cỏ. Đó 1 tiếng nha. Nếu mà anh em chơi 10 tiếng thì anh em sẽ được là 560 cỏ. Đó. 560 cỏ thì anh em tính xương xương là anh em được 56 hộp rồi. 56 hộp mà anh em nhân cho 30 gem một hộp thì anh em sẽ ra được nhiêu? 50 hộp nhân cho 30 gem là 1.500 gem. Đó, còn 6 hộp mà nhân cho 30 gem thì 110 180 gem thì anh em sẽ có khoảng 1.680 gem. Đó, rất là ngon luôn. Trong vòng 10 tiếng thì anh em sẽ kiếm được 1.680 gem. Thì anh em cài từ đây tới gọi là anh em gán cài từ đây tới hết sự kiện á thì anh em sẽ nhận được là dư sức, mình nói hiện em dư sức là 10.000 gem luôn. Đó, dư sức luôn. Ok, thì đó là bí quyết để cho anh em có thể kiếm được 10.000 gem miễn phí từ cái sự kiện mà sự kiện budget ở đây này anh em nha. Rồi, ok, thì nếu mà anh em nào mà xem đến video mà khúc này rồi và anh em chưa like chưa đăng ký kênh thì chắc là buồn lắm luôn anh em. Tại vì mình làm video này xong là mình phải đi học rồi, cho nên là mong là anh em giúp mình một like, một subscribe và cũng như là comment tên nha để tăng tương tác cho kênh mình, cũng như là để cho anh em có thể tham gia được giveaway từ kênh mình nha. Không phải giveaway giai đoạn này nhưng mà mình sẽ gọi là cho anh em gọi là một cái lời mời kết bạn nha. Gọi vậy đi game đêm thôi nào. Ok, để xem hôm nay bạn nào sẽ là bạn được may mắn chọn trúng như anh em thì chúng ta sẽ có ôi rồi xong không khó không có quả trưởng. Ok, bạn này tên là Gia Tuấn Nha. Ok, Hà Gia Tuấn hả? Ok, mình sẽ kết bạn với bạn này nha anh em. Thì do là hôm qua mình ra chỉ có một video thôi cho nên là chúng ta sẽ kết bạn với một bạn nha. Và video sau nếu mà mình ra video hai video trên ngày thì mình sẽ kết bạn với hai bạn như anh em. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Còn nhân trời nếu chưa đăng ký kênh. Giờ thì hẹn lại anh em vào những video lần sau. Chúc anh em là nhận được nhiều game nhất có thể nha. Bye bye.